Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ấy sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Nếu được hỏi, trong cả cuộc đời, quãng thời gian nào là đẹp nhất? Chắc hẳn ai cũng đều nhận được câu trả lời, đó là khi còn là học sinh. Và trong quãng đời học sinh ấy, khoảng thời gian học trung học là quãng đẹp nhất, đầy kỷ niệm sâu sắc nhất đối với mỗi con người. Giữ chặt tiên nắng nghẹn ngào, thời gian ra đi mau, xin hãy ngừng trôi. Quãng thời gian tươi đẹp hoa mộng đó của chúng tôi gắn với ngôi trường trung học phổ thông Bắc Đông Quan. Trường chúng tôi được thành lập từ ngày 11 tháng 9 năm 1967 với tên gọi là trường cấp 3 Bắc Đông Quan. Với chiều dài gần một nửa thế kỷ kể từ khi thành lập tới nay, trường chúng tôi đã đào tạo được hàng vạn học sinh tốt nghiệp ra trường, tham gia vào các lĩnh vực khác nhau, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều học sinh đã trưởng thành, trở thành tiến sĩ, giáo sư, là cán bộ chủ chốt của trung ương, tỉnh và huyện. Hàng trăm học sinh của trường là các doanh nhân trong thời kỳ đổi mới. Với đội ngũ các nhà giáo ưu tú, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp chồng người, trường Bắc Đông Quan đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như được nhà nước tặng huân chương lao động hạng nhất, chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền. Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh được Bộ Giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Khóa học 1993-1996 của chúng tôi gồm 10 lớp với gần 500 học sinh. Chúng tôi hát về trường Bắc của chúng tôi, trường thành lên trong những ngày đàn bom nước khói. Chúng tôi hát khúc hát về một thành nơi đã giúp tôi trong suốt những chặng đường dài. Những khúc hát hào hùng trong mây trái tim đầy yêu thương, bao thiết tha và bao chủ đề. Những năm tháng biết mấy kỷ niệm không quên sống trong tôi. Qua 3 năm học tại ngôi trường Bắc Đông Quan yêu quý, chúng tôi, những học sinh niên khóa 1993-1996 đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm ấy là dòng suối mát trong len lỏi vào tâm hồn chúng tôi, tưới tắm để cây tri thức do các thầy cô vun trồng bừng sức sống. Từ đó chúng tôi vươn mình trở thành những người có ích cho gia đình và cho xã hội. Những kỷ niệm đẹp đó, chúng tôi luôn mang theo mình. Nó trở thành nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi vượt qua những thử thách chông gai của cuộc sống. Tốt nghiệp năm 1996, gần 500 học sinh của khóa chúng tôi, mỗi người một ước mơ, một khát vọng. Người thì vào quân đội, công an, người thi đỗ đại học cao đẳng, trung cấp, người thì ở lại địa phương lao động trên chính mảnh đất quê hương mình. Mỗi người một ngành, một nghề, một hoàn cảnh, một số phận. Sau 20 năm ra trường, có rất nhiều bạn thành đạt, hiển vinh, giàu có. Nhiều bạn đã và đang giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học. Tuy vậy, đây đó vẫn còn những bạn vất vả, nhọc nhằn, còn nhiều lo toan trăn trở. Nhưng hôm nay, tại đây, tại ngôi trường Bắc Đông Quan yêu dấu này, không có sự phân biệt giàu nghèo, địa vị cao hay thấp. Tất cả chúng tôi là bạn của nhau, vẫn là những cô cậu học trò nhất quỷ nhì ma ngày nào. Chúng tôi trở về mái trường thân yêu để tri ân thầy cô giáo và cùng bạn bè ôn lại những kỷ niệm của thuở học trò 20 năm về trước. Kính thưa các thầy cô yêu quý, thầy cô là những người đã chắp cánh tương lai cho những ước mơ của chúng em trở thành hiện thực. Và hôm nay, sau 20 năm trước thềm hội khóa, chúng em trước hết thay mặt cho các học sinh niên khóa 93-96 gửi tới những lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô đã cho chúng em những kiến thức và những hành trang để bước vào đời. Cảm xúc của chúng em rất là hồi hộp và rất là mong muốn thôi thúc thời gian thật là nhanh lên để được cái ngày tựu trường, gặp lại
các thầy cô để tri ân tình cảm các thầy cô và gặp các bạn bè để được chia sẻ những niềm vui rồi thì những kinh nghiệm trong cuộc sống và những kết quả thành đạt trong công việc. Bản thân chúng em luôn ghi nhớ những lời dạy bảo của thầy cô. Chúng em luôn luôn ghi nhớ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của địa phương, quê hương để tạo lên những thành tích mới, góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong không khí ấm áp của buổi tựu trường đặc biệt này, vui đấy, cười đấy, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi chúng tôi vẫn có góc nhỏ chứa đựng nỗi buồn khi niềm vui không trọn vẹn. Chúng tôi không còn được gặp lại và tri ân một số thầy giáo, cô giáo đáng kính của mình như thầy Bình, thầy Đàn, thầy Hưng, thầy Đệ và cô Vinh. Chúng tôi cũng vô cùng tự hào về liệt sĩ phi công Phạm Văn Khiêm. Bạn là học sinh của khóa, đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Và một số bạn bè của chúng tôi, thật không may, đã ra đi mãi mãi. Thật bùi ngùi xúc động, xin tưởng nhớ đến các thầy cô đáng kính và những người bạn quý mến của chúng tôi. Nếu có muốn trong cuộc đời này, 20 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau, chia tay mái trường Bắc Đông Quan yêu dấu. 20 năm, những cô cậu học sinh trẻ trung hồn nhiên và tinh nghịch năm nào, nay đã trở thành những người cha, người mẹ chín chắn, trí tuệ và thành công. Hôm nay, chúng tôi hội ngộ về đây để có cơ hội tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người đã chấp cánh tri thức để những ước mơ tuổi trẻ của chúng tôi được bay cao, bay xa. 20 năm xa trường, cơ hội được gặp gỡ đông đủ bạn bè của chúng tôi là không nhiều. Chính vì thế, đây là cơ hội để chúng tôi có thể ôn nhìn lại những gương mặt bạn bè mình, nghe lại những tiếng cười, giọng nói thân thương. Với ý nghĩa như thế, chương trình hội khóa của chúng tôi sẽ bao gồm những hoạt động cụ thể như tri ân những thầy cô giáo cũ, tặng quà cho nhà trường, tặng quà cho quỹ cựu giáo chức, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường, tổ chức viếng mộ các thầy cô và các bạn đã mất, và hoạt động giao lưu giữa các cựu học sinh nhằm ôn lại kỷ niệm xưa, đồng thời là cơ hội gắn kết, hợp tác và chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Hôm nay chúng tôi thấy rất là vui mừng, phấn khởi, vinh dự được dự và gặp cái cuộc hội khóa của các em. Các em cũng đã mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và đã tổ chức hội khóa toàn khóa. Tôi cho đây là một cố gắng và một cái sự mạnh dạn của các em. Các em đã tổ chức được một cái hội khóa 400-500 em của 10 lớp trong một cái khóa học. Đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rất tin tưởng, rất tự hào và rất khen ngợi cái cố gắng. Và chúng tôi cũng thấy đây là một cái tình cảm rất trân trọng, rất quý mến, rất tri ân của các em đối với trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan cũng như đối với công lao dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan. Trong niềm vui hân hoan này, xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, không quản ngại đường xá xa xôi, về tham dự cùng chúng em. Cảm ơn các bạn đã sắp xếp thời gian, công việc, gia đình, về tề tựu sum vầy cùng nhau trong ngôi trường Bắc Đông Quan yêu dấu. Cũng xin được gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu nhà trường đã cho phép và tạo điều kiện để chúng em có được không gian tổ chức long trọng nhưng vô cùng ấm cúng này. Để có được chương trình hội khóa như ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng đã có những hoạt động cách đây 2 năm như 2 lần tổ chức hội khóa tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 lần tổ chức hội khóa tại Hà Nội và rất nhiều lần tổ chức các cuộc họp trực tiếp online của ban liên lạc tại các điểm cầu trên cả nước. Vì vậy, không có lý do gì để chúng ta không gửi lời cảm ơn từ các thành viên trong ban tổ chức chương trình hội khóa ngày hôm nay. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, xin được gửi tới các em học sinh khóa 93-96 lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các em học sinh khóa 93-96. Nhà trường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng hết mình của ban liên lạc khóa cũng như toàn thể thành viên trong khóa 93-96
đã đoàn kết, nỗ lực và chuẩn bị công phu để có được cái lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Thông qua cái hoạt động này, nhà trường cũng mong muốn là các em học sinh ở các khóa, các lớp sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa hướng về nhà trường, hướng về thầy cô, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường 2015. Sau 20 năm xa mái trường thân yêu, hôm nay quay trở về trường, chúng tôi thật vui mừng vì trường đã đổi khác rất nhiều. Trường khang trang hơn, to đẹp hơn. Tuy vậy, trường vẫn còn rất nhiều những khó khăn về cơ sở vật chất. Vì vậy, chúng ta, những cựu học sinh của Bắc Đông Quan, hãy có những hành động thiết thực cùng đóng góp để trường có thêm nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn, tạo cơ hội cho các em học sinh sau này được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại hơn. Từ đó, xây dựng trường vững mạnh hơn. Chúng tôi cũng hy vọng, sau chương trình hội khóa này, các hoạt động thường niên của Hội học sinh niên khóa 1993-1996 trường Bắc Đông Quan sẽ liên tục được duy trì để các thành viên của hội có thể kết nối, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, hợp tác với nhau trong công việc, cùng nhau phát triển góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Hãy trở về nhiều hơn nữa, hãy trở thành động lực để các thế hệ học sinh Bắc Đông Quan học tập và noi theo để danh thơm ngôi trường vang xa hơn nữa. Hãy trở về Bắc Đông Quan, các bạn nhé. Gọi bình minh thức giấc, sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư.